của Thanh Hoa cùng bước lên sân khấu đi ạ. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị đại biểu và các quý vị hai họ ạ. Hôm nay trong hôn trường này thì vì là được giới thiệu đột ngột nên là hơi hồi hộp ạ. Em xin được gửi tới toàn thể chúng ta một ca khúc với tựa đề là Tình yêu trên dòng sông Quan Họ. Tình yêu có từ nơi đâu?
À, xin cảm ơn em Thanh Hoa rất nhiều với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lộc Hoa, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Hồ. Và Thanh Hoa cũng thể hiện rất là thành công. Xin cảm ơn rất nhiều. Và chia tay với Thanh Hoa, chia tay với món quà âm nhạc thì xin mời tất cả chúng ta cùng trở về với hai gia đình. Khi mà không chỉ có những con người mà còn đó kèm theo đó là những món quà vật phẩm đầy giá trị. À, như những gì chúng tôi đã biết từ thông tin của hai gia đình cung cấp thì gia đình bên ngoại thì đã trao cho chú rể của dâu những món quà trong lễ ăn hỏi nạp tài đúng không ạ? Còn bây giờ là những món quà đến từ gia đình bên nội thì một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời chung bức tranh toàn cảnh đại gia đình bên nội. Những ai có những món quà vui lòng trở về sân khấu trao tặng cho chú rể và cô dâu xin gửi lời mời.